bộ này của Nhật nhé. Cái bộ điều khiển tốc độ này là mới 100% nha, bộ này là mới 100%. Đó, còn hộp đó. Còn cụm này nguyên zin của Nhật, hộp số của Nhật nha, động cơ của Nhật, tất cả của Nhật hết. Có điều cái này keo nha, cái này keo chưa có vệ sinh. Con này chạy êm ru, hàng bao zin, bao sóng, bao xài. Cấp điện thử nha. Cái này anh mua sẽ đấu vô đây, để chỉnh nha, on off này, chỉnh tốc độ. Hiện tại chỉ test cho anh. Cái này còn hai bộ, hàng xịn. Cái này xài không biết khi nào mới hỏng à. Quay êm mà không nghe gì luôn á. Tốc độ hiện tại cỡ 110 vòng nha. 110 vòng. Thì anh mua sẽ đấu qua cái bo này. Đấu qua cái bo này nha, cho nó chạy. Đó, cho chỉnh nhanh chậm. Tối đa thì nó bằng cái tốc độ hiện tại. Còn anh cần chậm hơn thì chỉnh nhỏ lại. Con này tải 50kg thoải mái nha. Tải 50kg thoải mái. Hàng của Nhật. Nhật hết nha. Nó kinh Japan hết, nên Japan hết. Ok. Hàng rất là đẹp đó. Bass Inox.